này cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống đời trai hùng, quyền tự hào tự tôn nói rằng là bảo vệ con nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam. Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần để tự do. Chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống đời trai hùng, quyền tự hào tự tôn nói rằng là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam. Xin cảm ơn nhà bà cho em thu thực hiện rất là nhiều quý vị đấy.